sẽ tiến hành chơi trò chơi đồ chơi bộ sửa xe ô tô này các bạn ạ. Đây hai bạn ý sẽ tiến hành lắp lại xe ô tô nhá. Bốn cái. Wow. Đồ chơi sửa xe đấy các bạn ạ. Wow. Có những gì rồi bạn Tùng Anh ơi? Cái này cắp. Cái kim để cắp đúng rồi, ok. Cái này. Bạn ốc. Tiếp theo. Còn có gì nữa nào? Có cái dao dọc giấy. Ok, dao dọc giấy các bạn nha. Tiếp theo. Tô vít. Tô vít. Bạn Tùng Anh giỏi quá, tô vít các bạn nha. Rồi, ba món. Tiếp theo. Cái cờ lê. Cờ lê các bạn nha. Bốn món. Cái gì nhỉ? Con ốc đúng không? Ốc. Ốc và đây là những cái vít của ốc đúng không ạ? Ốc cái này. Chú ốc. Đúng rồi, con ốc đúng rồi. Còn cái này là gì đấy bạn Tùng Anh ơi? Đúng rồi, để đóng đinh. Cái búa. Cái này gọi là cái búa nhá bạn Tùng Anh nha. Búa. Búa đúng rồi, giỏi quá. Để đóng nó. Mẹ. Bạn Như Anh có gì đây? Có cái thước. Thước đo. Đúng rồi. Mẹ nhìn nè. Và tất cả 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 món nha. Và thước đo này có kìm, có dao sạch, có tô vít, có cơ lê, có búa đập ốc à. Đây cũng là tô vít, tô vít hai đầu là đây là cái cờ lê nha các bạn nha. Ok, bây giờ các bạn ý sẽ tiến hành sửa xe nhá. Ok, cái này này chua. Ok, bây giờ bạn ý sẽ lắp lại. Đây là cái gì đây nhỉ con nhỉ? Đây là tô vít. Ok, đây là cái gì? Cái cờ lê. Cờ lê đúng rồi. Ok, giờ con sẽ lắp lại. Bạn ý lắp nốt sò lắp ốc vào đúng không ạ? Bây giờ lấy gì nhỉ? Lấy cái tô vít. Lấy cái tô vít xoáy vào coi. Lấy tô vít. Bạn Nhật nào, bạn Nhật lắp nốt đi con. Cái lốp đầu tiên lắp vào. Lắp vào. Màu đen. Màu đen, lốp màu đen lắp vào đi con. Sau đó chúng ta sẽ lấy ốc lốp vào. Con này là con lắp được rồi. Rồi bạn Tùng Anh giỏi quá. Rồi tiếp theo con sẽ lấy cái tô vít này. Con sẽ xoáy vào đi. Bạn Nhật sẽ xoáy vào đi. Bạn Tùng Anh xem là lốp giỏi thế. Đây như vậy. Bạn Tùng Anh đang lắp cái lốp thứ hai đấy các bạn. Rồi, để anh lắp ốc vào. Con lắp được rồi. Ôi, bạn Tùng Anh giỏi quá, bạn xem nào. Để hai cái nốt tiếp theo. Bây giờ còn hai cái nốt các bạn Tùng Anh ơi, cố lên. Nốt của con đây. Lắp vào. Rồi, con lắp vào. Ôi, lắp nốt sau đó lắp con ốc màu xanh vào nha. Bạn Tùng Anh giỏi quá. Xoáy ra. Giỏi quá. Nào, lắp cái ốc vào đúng rồi. Bây giờ con xoáy vào ạ. Bạn Tùng Anh sắp nó xong cái 4 cái lốp ô tô rồi các bạn ạ. Bạn Tùng Anh giỏi quá. Mẹ xem là kiểm tra nhá. Lốp chắc chắn chưa? Tôi ạ. Bạn ý lắp giỏi quá. Bạn Tùng Anh giỏi quá. Xe đi được rồi, ok. Bây giờ bạn Tùng Anh sẽ lắp hộ em đi con. Em bé quá em không biết lắp. Bây giờ con lắp hộ em đi. Đây này con, bạn nhờ anh bạn ý lắp nốt. Bạn ý không biết ốc vào, thế là rơi luôn nốt ra rồi. Bây giờ bạn Tùng Anh lắp cho em đi con. Tùng Anh đang lắp nốt cho xe cứu hỏa các bạn ạ. Bạn ý đang lắp ốc đúng không? Sau đó chúng ta sẽ xoáy vào. Lấy cái tô vít xoáy vào đây. Thank you.
xoài này. Mở qua rồi đấy. Mở ra chân cuối cùng nhá. Nó ốc vào. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái bít. Bạn Tùng Anh và Nhật Anh xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn ở các clip bên sau.